Và ngày hôm nay, một trong những cơ hội đầu tư tốt nhất trong lịch sử thế giới, một sự đột phá, một cuộc cách mạng toàn cầu đang ở những giai đoạn cuối cùng, vô cùng uy tín và minh bạch. Một phát minh khoa học đã có nhiều sự cười nhạo và cho rằng dự án này không có thật hoặc chỉ là một trò lừa đảo, với những bài viết xuyên tạc, với những bình luận ác ý từ phía đối thủ cạnh tranh hoặc từ những con người bảo thủ thiếu hiểu biết. Tuy nhiên, dự án đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn trong hơn 40 năm qua, được hàng trăm ngàn người trên toàn thế giới ủng hộ và sắp tới có thể sẽ được triển khai tại Việt Nam. Dự án đã là thành viên của chương trình Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực môi trường. Nếu không muốn như thầy bói xem voi hay như người tiền sử nhìn thấy bóng đèn, nếu không muốn đánh mất cơ hội đầu tư tốt nhất thế giới này mãi mãi, thì hãy theo dõi hết video. Đây là một phát minh khoa học duy nhất trên thế giới mà không có bất kỳ công nghệ nào tương tự, đã và đang ở những bước cuối cùng cho việc thương mại hóa. Lời tiên tri của bà Vanga trong năm 2018 có đoạn như sau. Một cái gì đó tương tự đã được thử nghiệm ở một số nước. Một loại phương tiện giao thông mới là công nghệ dây và những chiếc xe tự di chuyển dọc theo đường ray treo trên mặt đất. Hơn nữa, sự chuyển động xảy ra do năng lượng của các tấm pin mặt trời. Vận chuyển như vậy không chạm đất và có thể di chuyển với tốc độ 500 km/h. Vậy, công nghệ dây trong lời tiên tri đó là gì? Và chỉ có thể là Skyway. Vậy, Skyway là gì? Skyway là một dự án mang tính cách mạng về giao thông trên toàn thế giới, được nghiên cứu và thử nghiệm hơn 40 năm và được tài trợ chính bởi các quốc gia, Quỹ Liên Hợp Quốc, Quỹ Hòa Bình Liên Xô, các nhà chính trị và nhân dân đóng góp. Công nghệ Skyway là giải pháp năng lượng tái tạo có thể xây dựng lên bất kỳ đâu trên hành tinh, từ đô thị đến miền núi, miền biển, nơi có những điều kiện địa lý và khí hậu khắc nghiệt, từ khu vực phía Bắc lạnh giá tới sa mạc nóng bỏng và vùng nhiệt đới. Những ưu thế của công nghệ Skyway. Skyway vượt trội hoàn toàn với các loại hình vận tải về các chỉ số quan trọng. Đầu tiên là độ an toàn. Cấu trúc dẫn đường đặt trên cao, nó tăng độ an toàn lên khoảng 100 lần. Hệ thống chống lật tăng độ an toàn lên thêm 10 lần. Hệ thống điều khiển tự động hóa loại trừ yếu tố con người. Thứ hai, tính kinh tế. Chi phí xây dựng tuyến đường Skyway rẻ hơn bất kỳ loại vận tải nào tới 20 lần. Chi phí nhiên liệu thấp hơn các loại hình vận tải khác tới 6 lần. Tương ứng, chi phí chuyến đi và vận tải hàng hóa rẻ hơn đáng kể. Thứ ba, tính thân thiện với môi trường. Vận tải Skyway hoạt động bằng điện, vì thế giảm đáng kể khí thải độc hại vào bầu khí quyển. Để xây dựng mọi hạ tầng vận tải Skyway cần ít nguyên vật liệu hơn nhiều so với bất kỳ loại hình vận tải nào khác. Skyway có thể được xây dựng ở bất kỳ nơi nào, với bất kỳ khí hậu nào, đồng thời bảo vệ được hệ sinh thái tự nhiên. Và thứ tư, vận tốc di chuyển. Vận tải cao tốc Skyway đạt tốc độ tới 500 km/h, gấp 2 lần đoàn tàu sắp san nhanh nhất ở Nga. Vận tải đô thị Skyway đạt tốc độ tới 150 km/h, gấp 2 lần xe buýt. Vận tải hàng hóa Skyway đạt tốc độ tới 105 km/h. Đây là công nghệ giao thông độc quyền, giá rẻ, tốc độ cao mà thế giới đang hướng tới. Các chuyên gia đánh giá Skyway sẽ chiếm đến 50% thị phần toàn thế giới. Ước tính về mặt công nghệ sẽ đạt 400 tỷ đô khi thương mại và trở thành top những công ty lớn nhất thế giới. Và đây là vị chủ tịch của Skyway, Anatoly Zhilinsky, người có tầm ảnh hưởng và đóng góp to lớn cho ngành hàng không vũ trụ thế giới. Tác giả và tổng công trình sư các công nghệ đường dây Zhilinsky, chủ nhiệm hai dự án Liên Hợp Quốc, thành viên Hiệp hội Phi hành Vũ trụ Liên Xô, tác giả hơn 150 phát minh, tác giả hơn 20 sách chuyên khảo và hơn 200 công trình khoa học. Một trong 100 nhà lãnh đạo kiệt xuất của nước Nga, được ghi trong sách đỏ cùng với Tổng thống Putin. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng công trình sư Công ty Công nghệ Đường dây thành phố Minsk, Cộng hòa Belarus và Tập đoàn Quốc tế Skyway. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin của Ngài Chủ tịch trên trang Bách khoa Toàn thư của Nga. Skyway đã nhận rất nhiều bằng sáng chế và những giải thưởng danh giá trên toàn thế giới. Pháp lý của Skyway minh bạch và rõ ràng. Công ty được định giá 400 tỷ đô la, được cấp mã chứng khoán trên trang isin.org VGG3222291094. Đây là tổ chức đã cấp mã chứng khoán cho Amazon, Apple, Facebook, Google, v.v. được cấp phép và định giá bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI, FSC. Hàng năm, Skyway đều có kiểm toán minh bạch và rõ ràng. Hiện tại, Skyway đang huy động vốn trên toàn thế giới theo mô hình crowdfunding để nhằm phục vụ cho công việc nghiên cứu, phát triển cũng như xây dựng các khu thử nghiệm Eco Technopark.
hàng ngàn người trên khắp thế giới hàng năm đi tới EcoTechnoPark để chứng kiến tận mắt những phát triển mới nhất của Skyway. Skyway đề xuất cơ hội đầu tư với những số tiền nhỏ, vì thế ai cũng có thể góp phần vào sự phát triển của dự án. Chỉ hơn 3 năm, Skyway đã thu hút được hơn 400.000 nhà đầu tư từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Skyway đã bắt đầu huy động vốn từ năm 2014 và chia làm 15 giai đoạn. Sau khi kết thúc 15 giai đoạn thì sẽ tự cấp vốn và tiến hành các thủ tục để IPO lên sàn chứng khoán. Khi lên sàn, một cổ phần sẽ chuyển thành một cổ phiếu và theo định giá của Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI MSC, một cổ phiếu sẽ có giá trị tương đương $1. Có nghĩa là khi lên sàn, giá chào sàn thấp nhất là $1. Vậy, Skyway đã đạt được những gì? Để đảm bảo chất lượng vận tải tốt nhất, tại khu sản xuất Skyway sử dụng một trong những công nghệ hiện đại nhất, nền tảng số hóa 3D Experience và thiết bị HAAS của Mỹ, những điều được áp dụng khi tạo ra máy bay và tên lửa vũ trụ. Hiện tại, Skyway đã xây dựng thành công 5 loại tuyến đường, 8 loại vận tải tại khu thử nghiệm EcoTechnoPark với diện tích 36 hectare tại Belarus, với hàng chục ngàn khách tham quan đi thử. Tiếp theo là trung tâm thử nghiệm rộng 28 hectare ở tiểu vương quốc Sazat. Tại đây tiến hành các thử nghiệm công nghệ đường dây trong các điều kiện của khu vực Trung Đông. Trong 5 năm, Skyway đã được giới thiệu tại 19 triển lãm quốc tế từ Berlin đến Singapore. Các thành tựu của dự án được các hãng truyền thông quốc tế đưa tin từ CNN tới TV Tokyo. Không những thế, còn có rất nhiều chính trị gia và các nhân vật nổi tiếng cùng nhiều cơ quan ban ngành cấp cao trên toàn thế giới không ngừng ủng hộ và nói về Skyway. Đầu tiên là Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, một trong những nhân vật nắm giữ chức Thủ tướng lâu nhất tại Nga. Dự án Skyway được đưa ra thảo luận tại một cuộc họp cấp cao trong chính phủ vào ngày 24 tháng 11 năm 2009. Khi đó, ông đang nắm giữ chức Tổng thống và dành nhiều lời khen ngợi cho công nghệ Skyway. Và trong một buổi triển lãm công nghệ Skyway tại Nga, Thủ tướng Medvedev đã đích thân đến tham dự và dành một sự quan tâm đặc biệt tới công nghệ này. Và còn rất nhiều các quan chức cấp cao của Nga như Thống đốc Sergei Morozov, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Nga Maxim Sokolov và Phó Cục trưởng Cục Vận tải Đường sắt Liên bang Nga Igor Misut đến thăm, v.v. Tiếp theo là Bộ trưởng Phát triển Đô thị bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, Sudhi Sharma, người đã sang thăm trực tiếp tập đoàn và trải nghiệm công nghệ giao thông Skyway. Ông ấy nói rằng, công nghệ đường dây Skyway có tuổi thọ lên đến 100 năm, tiêu thụ ít điện năng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm để xây dựng. Vì vậy, chúng tôi muốn là những người đầu tiên trên thế giới giới thiệu phương tiện giao thông này. Phó Thủ tướng của Belarus, người đích thân đến tham dự sự kiện của Skyway tại Belarus. Chủ tịch Đảng Tự do Peru quyết tâm biến Peru trở thành một quốc gia hiện đại và tiên tiến với công nghệ Skyway. Ông vận động người dân hãy ủng hộ dự án Skyway để phần nào giảm bớt gánh nặng ô nhiễm môi trường cho bà mẹ thiên nhiên. Trong một buổi phát biểu trên truyền hình tại Peru, ông đã công bố hợp đồng ký kết hợp tác xây dựng với tập đoàn Skyway. Và tiếp theo là chính trị gia người Đức gốc Việt, ông Nguyễn Đắc Nghiệp, nghị sĩ Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, viết tắt là CDU, thành phố Thaler của Đức. Ông nói rằng đã biết đến công nghệ Skyway từ lâu, rất vui mừng được gặp chủ tịch Zelensky. Bản thân ông rất quan tâm và ông muốn phổ biến lại cho nhiều người Đức quan tâm đến dự án này. Tiếp đến là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hollywood, Steven Seagal. Ông là doanh nhân nổi tiếng và là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn Skyway. Trong một chuyến thăm công viên thử nghiệm của tập đoàn Skyway, ông có trả lời phỏng vấn rằng vấn đề môi trường đang được thế giới ngày càng quan tâm. Những phương tiện giao thông sử dụng động cơ đốt trong sẽ dần trở nên lạc hậu và sẽ bị thay thế. Với những phát minh của công nghệ Skyway thì đây sẽ là tương lai của ngành giao thông vận tải. Vì vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ cho dự án Skyway và hy vọng ngày càng có nhiều người ủng hộ cho dự án Skyway hơn nữa. Và tiếp theo, không thể không nhắc tới nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Phật giáo thế giới và đã được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 1989. Đức Đạt Lai Lạt Ma và Chủ tịch Skyway đã gặp nhau tại thành phố Dharamsala, Ấn Độ, nơi ngài cư ngụ từ năm 1959, nơi sẽ diễn ra việc xây dựng đoạn đầu tiên của tuyến đường dài 15 km và sẽ được đưa vào vận hành trong 3 năm tới theo kế hoạch của Bộ trưởng Phát triển Đô thị Sudhi Sharma. Cuộc gặp gỡ của Chủ tịch Skyway và Đức Ngài bao gồm phần trình bày về dự án tạo ra tuyến vận tải bằng dây Skyway trong thành phố,
và giải thích về tầm nhìn của ông về trật tự thế giới trong tương lai. Trong đó, con người và thiên nhiên sẽ có thể tồn tại hài hòa với nhau và giao thông sẽ không còn là vấn đề không chỉ ở Dharamsala mà còn ở mọi nơi trên thế giới. Quan điểm của người phát minh và phương tiện vận chuyển bằng dây phù hợp với thế giới quan của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gọi Zhinsky là vị khách đến từ tương lai và chúc phúc cho Chủ tịch Skyway thành công trong việc thực hiện các kế hoạch của mình và chấp thuận cho việc xây dựng sắp tới. Và một trong những người có công đóng góp lớn nhất cho sự thành công của Skyway phải nhắc tới là Phó Tổng thống và Thủ tướng của các tiểu vương quốc Ả Rập, Quốc vương của Dubai Mohammed Maktoum, người được cả thế giới nhắc đến với tầm nhìn vượt thời đại. Ông đã biến Dubai từ một quốc gia có nền kinh tế lạc hậu trở thành một cường quốc giàu có và xa xỉ bậc nhất thế giới. Và lần này, ông đã đặt tầm nhìn của mình vào công nghệ giao thông Skyway. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2019, ông đã phê duyệt gói các dự án do Bộ Giao thông Vận tải, viết tắt RTA, đề xuất. Các dự án bao gồm hệ thống giao thông đô thị Skyway với tổng chiều dài 15 km và 21 trạm dọc theo tuyến đường có tên là Skybox. Đã có hơn 30 quốc gia trên thế giới ký kết hợp tác với Skyway với đơn đặt hàng sơ bộ hơn 164 tỷ đô. Không những thế, Skyway được đưa vào danh sách của các chuyên gia thẩm định chương trình Liên Hợp Quốc. Các mục tiêu trong lĩnh vực phát triển bền vững, viết tắt là SDG, một chương trình được Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2000, được biết tới một cách chính thức như cải cách thế giới của chúng ta. Chương trình nghị sự trong lĩnh vực phát triển bền vững trong giai đoạn tới năm 2030, có hiệu lực từ năm 2015. Theo kết quả các phiên họp Liên Hợp Quốc, trong đó thảo luận việc thực hiện SDG, đã phát hành tuyển tập các tài liệu, trong đó nêu danh sách các chuyên gia thẩm định và các đối tác của chương trình. Trong số đó có Skyway. Bản tài liệu này đã dành ra trang 100 để viết về Skyway. Đường link của bản tài liệu của Liên Hợp Quốc được cung cấp dưới phần mô tả. Quý vị có thể tham khảo thêm. Vậy quý vị còn chần chừ gì nữa? Hãy tận dụng những cơ hội đầu tư cuối cùng vào một dự án toàn cầu. Dự án đã cho cả thế giới thấy sự hiệu quả và cần thiết của mình. Tại sao quý vị nên đầu tư ngay bây giờ? Đầu tiên, đó là chiết khấu cao. Hiện tại, cổ phần Skyway có thể mua với giá thấp hơn hàng chục lần so với giá định mức theo đánh giá độc lập. Sau mỗi giai đoạn, mức chiết khấu sẽ thấp đi. Đồng sở hữu công nghệ Skyway. Khi đầu tư bây giờ, bạn trở thành đồng sở hữu mọi công nghệ và khi hiện thực hóa chúng, bạn có thể nhận cổ tức từ mọi dự án. Sau giai đoạn 15, cơ hội này sẽ không còn nữa. Tiếp theo, đó là gìn giữ thiên nhiên. Khi góp phần vào việc phát triển công nghệ Skyway bây giờ, bạn đang giúp đỡ việc bảo tồn hệ sinh thái của hành tinh cho bản thân và cho các thế hệ tương lai. Hiện tại, dự án vừa chuyển qua giai đoạn 14.2 vào ngày 25 tháng 6 vừa qua và chỉ trong thời gian ngắn nữa sẽ kết thúc giai đoạn 15. Lúc đó, dự án sẽ tự cấp vốn, thương mại hóa và quý vị sẽ không còn cơ hội nữa. Như vậy, đây là một cơ hội vô cùng tuyệt vời không thể bỏ lỡ trong năm 2021 này trước khi lên sàn chứng khoán quốc tế. Khi đầu tư bây giờ, chúng ta càng có nhiều cơ hội sở hữu những cổ phần giá rẻ. Để sở hữu cổ phần tốt nhất với số vốn từ 1 đến 5 tỷ ở thời điểm hiện tại, thì chúng ta không quên nói đến những rủi ro khi đầu tư. Đầu tiên, đó là quý vị có thể bị chi phối bởi những thông tin xuyên tạc, tiêu cực, gây hiểu nhầm từ phía đối thủ cạnh tranh hoặc những tờ báo lá cải rẻ tiền, thiếu hiểu biết được dịch lại từ những trang web nước ngoài không chính thống. Những phân tích từ một số chuyên gia bảo thủ, những người tiền sử nhìn thấy bóng đèn gây hoang mang, lo sợ. Tuy nhiên, với những thông tin mà quý vị vừa lắng nghe Tài chính 24 giờ chia sẻ ở trên, chắc chắn quý vị sẽ có cảm quan riêng và ra quyết định đầu tư thông minh sáng suốt, vì bất cứ phát minh khoa học nào đều gặp phải sự phản đối đa số từ đám đông. Giống như máy bay từng bị coi là món đồ chơi khoa học, phát minh điện thoại là đồ chơi trẻ con, bóng đèn là đốm sáng ma chơi, hay con người chỉ có tivi trong mơ, vân vân. Rủi ro thứ hai khi đầu tư Skyway đó là sản phẩm không được thị trường chấp nhận, dẫn đến việc công ty thất bại và nhà đầu tư sẽ bị mất tiền. Vậy Skyway có được thị trường chấp nhận hay không? Điều này chúng ta không cần phải bàn cãi nữa, vì công nghệ Skyway là duy nhất trên thế giới, không có bất cứ công nghệ nào tương tự, không phải là dự án trên giấy, không phải là bộ phim viễn tưởng. Hơn nữa, nó ưu việt hơn tất cả các loại hình giao thông vận tải hiện có, đã được chứng nhận thử nghiệm, cấp phép, triển khai và được chuyên gia đánh giá sẽ chiếm 50% thị phần giao thông toàn thế giới. Rủi ro thứ ba đó là quý vị có thể đăng ký mua cổ phần bởi những website giả mạo và quý vị có thể bị mất trắng số tiền đó.
Và rủi ro cuối cùng là quý vị không có khả năng ra quyết định đầu tư sáng suốt, đầu tư chậm trễ và mua phải cổ phần giá cao hoặc không thể đầu tư do hết 15 giai đoạn. Đây là cơ hội nhưng ngược lại nó cũng là thách thức cho những ai dám tin vào những điều mới mẻ, những phát minh đột phá thực sự hữu ích cho nhân loại. Và phần thưởng luôn xứng đáng cho những ai đi tới cuối con đường. Mà con đường này chúng ta đã đi gần tới đích. Xin chúc mừng tất cả chúng ta, những con người dám đi trước thời đại.